Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có báo cáo về tình hình nguồn nước tại khu vực Nam Trung Bộ trong mùa khô năm 2020. Theo đó, mùa khô năm nay nhiều khả năng các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận sẽ có nguy cơ thiếu nước trầm trọng. Theo Tổng cục Thủy lợi, từ đầu năm 2020 đến nay, lượng mưa ở các tỉnh Nam Trung Bộ đã suy giảm đáng kể, phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa trong tháng 2 năm 2020 từ 10 đến 15mm, thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 34%, dẫn đến thiếu hụt lượng nước, dòng chảy yếu ở các con sông trong khu vực và hạ thấp mực nước ao hồ. Số liệu đo được thống kê từ các tỉnh cho thấy dung tích trữ hồ chứa thủy lợi hiện cũng đạt thấp. Điển hình là Ninh Thuận 29%, Bình Thuận 40%, Khánh Hòa 49%. Dự báo đến cuối tháng 3 năm 2020, dung tích các hồ chứa trung bình đạt khoảng 55% dung tích thiết kế. Diễn biến nguồn nước sẽ khiến 4 tỉnh bị thiếu nước sản xuất trầm trọng, bao gồm Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận. Các tỉnh còn lại nhìn chung nguồn nước bảo đảm cung cấp đủ theo kế hoạch sản xuất. Dự báo cuối vụ xuân 2020, toàn vùng có nguy cơ xảy ra thiếu nước cho diện tích khoảng 3.600 ha. Trước tình trạng trên, Tổng cục Thủy lợi đã đưa ra khuyến cáo người dân cần chủ động, tích cực làm công tác thủy lợi để ứng phó kịp thời trong mọi trường hợp. Về lâu dài, các tỉnh căn cứ vào tình hình nguồn nước, cung và cầu nhân dân để có thể điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp theo hướng chuyển đổi diện tích trồng lúa ở vùng hạn hán chưa bảo đảm cấp nước sang cây trồng hạn.